Hello mọi người, trong những ngày hè như thế này mà có một hộp rau muống muối chua ngọt để dành ăn cơm là hết bài hen. Món này làm tại nhà siêu đơn giản, cùng mình thực hiện nha. Rau muống thì có nhiều loại nhưng theo mình để làm món này ngon nên chọn loại rau muống đỏ vì nó có độ giòn và dày thịt hơn các loại rau muống khác. Hồi sáng mình đi chợ mua hai bó mà có 10 ngàn hà, làm được một hộp chà bá luôn đó. Rồi sau khi lặt nhỏ mình sẽ đem đi rửa nước muối nhiều lần để cho nó bớt mủ nha. Sau khi rửa sạch nhiều nước, mình sẽ để ráo qua một bên. Rồi mình sẽ bắt một cái nồi nước nóng lên, cho nước bắt đầu sôi tiêm, mình sẽ cho một muỗng nhỏ muối vào. Cho muối tan đều thì mình sẽ bỏ rau muống vào để trụng sơ nha. Làm như vậy rau sẽ giữ được độ giòn và không bị mềm. Mình sẽ trụng lần lượt cho hết rổ rau nha. Món dưa rau muống này mình thấy ăn chung các loại thịt kho, gà kho, cá kho đều ngon nha mọi người. Sau khi vớt rau ra, mình sẽ đi rửa rau lại với nước sạch. Ai muốn rau mau nguội có thể ngâm qua nước đá cũng được nha. Mình sẽ để rau thật ráo nha mọi người. Rồi mình sẽ quay qua làm nước giấm đường để ngâm nha. Nguyên liệu gồm có giấm nuôi, đường, tỏi, ớt. Các bạn cứ gia giảm theo sở thích của gia đình nha. Rồi mình sẽ lấy một cái hộp, cho phần rau muống đã để ráo vào và cho nước giấm đường vô nha. Lượng nước cho vào sắp sắp mặt rau là được. Mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 2 ngày là dùng được. Mọi người thấy có dễ không nè? Chúc mọi người thành công nha.